Chuyện cổ tích Việt Nam. Câu chuyện về nàng Atlanta. Ngày xưa ngày xưa có một vị vua ngốc nghếch, người luôn nghĩ rằng chỉ có nam giới mới có thể cai trị được đất nước. Vì vậy, khi con gái ra đời, ông ta không muốn nhìn thấy con mà bỏ đứa bé lại một mình trên tảng đá ở tận cùng một khu rừng nọ. Lúc đầu, đứa bé thích thú chơi đùa với cây cỏ xung quanh mình. Nhưng chẳng bao lâu, nó thấy đói và bắt đầu khóc. Một con gấu mẹ đang ở trong hang động gần đó đã nghe thấy tiếng khóc nên đã đi tới chỗ cô bé cùng con gấu của nó. Ôi, thật là một cô bé xinh xắn. Tội nghiệp quá, ai lại nỡ bỏ cô bé ở đây chứ? Đây là loài gấu nào vậy mẹ? Con chưa từng thấy con gấu nào giống như vậy. Hãy nhìn bàn chân của nó đi, chúng thật là khác biệt. Ôi, bởi vì cô bé là loài người con yêu à. Con thích cô bé, chúng ta có thể để cô bé ở lại cùng chúng ta không? Ồ, có thể chứ. Mẹ sẽ không để cô bé nằm một mình đói khát giữa rừng như vậy thêm một phút nào nữa đâu. Chúng ta sẽ gọi cô bé là gì? Chúng ta sẽ gọi cô bé là Atlanta. Vậy là gấu mẹ bồng Atlanta về hang và chăm sóc cô bé như một người mẹ. Không một con thú nào trong rừng tấn công cô bé vì chúng đều coi cô là đồng loại của mình. Chẳng bao lâu, Atlanta trở thành người bạn tốt với gấu con và những con thú khác trong rừng. Cô bé chạy đua cùng với đàn báo và chạy nhanh hơn tất thảy. Cô bé có thể trèo cây cùng đàn khỉ và trèo nhanh hơn tất thảy. Cô bé đi săn cùng với đàn sư tử và săn giỏi hơn tất thảy. Atlanta rất khỏe mạnh, dũng cảm và thông minh. Một ngày nọ, có một đoàn lữ hành đi ngang qua khu rừng. Ơi, tôi mệt quá rồi. Thật vậy, đường còn xa quá. Ôi, hô. Cô bé à, cháu làm gì một mình giữa khu rừng rậm rạp này vậy? Chúng ta không thể để cô bé ở lại đây được. Chúng ta phải đưa cô bé đi theo cùng. Hãy đi cùng chúng ta. Hãy cùng đến làng của chúng ta và sống cùng chúng ta nào. Atlanta không hiểu những điều họ nói lắm. Nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy con người, nên cô bé rất tò mò. Cô bé đi theo họ suốt chặng đường về làng. Đi nào, vợ bác sẽ rất vui khi thấy cháu đấy. Hả? Maria, hãy xem chúng tôi đã gặp được ai trong rừng này. Một cô bé ư? Cô bé làm gì một mình ở trong rừng vậy? Thật là... Đến đây nào, cháu yêu. Maria và John đối xử với Atlanta như thể cô bé là một thiên thần vậy. Còn Atlanta thì được học rất nhiều điều thú vị ở ngôi làng. Cô bé có trở lại rừng sâu, nhưng rồi cô bé lại về ngôi làng và cả hai nơi đã trở thành hai gia đình của cô. Một gia đình với các loài thú trong rừng, một mái ấm trong làng với John và Maria cùng dân làng. Năm tháng trôi qua, Atlanta trở thành một thiếu nữ rất mạnh mẽ, xinh đẹp mà lại cực kỳ sắc sảo và nhanh nhẹn. Giờ thì chúng ta sẽ ngừng nói về Atlanta một chút để đi đến một vùng đất khác. Một vương quốc thuộc về một vị vua hùng mạnh đáng kính tên là Onias. Thưa bệ hạ, năm nay chúng ta được mùa nho và lúa mì. Nhà kho của ta chật ních lúa mì và vườn cây của ta xum xuê trái cây. Năm nay vương quốc chúng ta sẽ thêm 100 lần thịnh vượng thưa bệ hạ. Đó là nhờ sự chúc phúc của các thiên thần và linh hồn của thiên nhiên mà chúng ta có một mùa bội thu như vậy. Hãy tổ chức một lễ hội quá trang nơi tạ ơn tiên giới, thiên thần và các linh hồn. Và hãy để dân chúng mang những sản vật tốt nhất đến hiến tế để tỏ lòng biết ơn đi, mau lên. Ôi, thưa phụ hoàng, thật là một ý kiến tuyệt vời. Con sẽ đích thân sắp xếp mọi việc ngay. Vậy là mọi thần dân trong vương quốc chung sức cùng hoàng tử tổ chức một lễ hội quá trang cực kỳ hoành tráng ở cánh đồng lúa mì và vườn nho. Họ xây các bàn thờ phụng cho tất cả tiên giới, thiên thần và linh hồn như thần Ceres, người đã dạy cho con người cách gieo hạt, hay là Brachus, người đã nói cho họ về giống nho, và thần sao thủy với đôi cánh mọc ở chân, người đến mang đến những đám mây, Athena, nữ hoàng của không khí, rồi cả thần giữ gió, thần mang ánh sáng, rồi chúa tể của biển cả. Và dân chúng đặt những chùm nho to mọng nhất,
và những bao lúa mạch nhỏ nhất lên mỗi bàn tế lễ. Cuối cùng, họ nhóm một đống lửa lớn, rồi hiến tất cả lễ vật vào ngọn lửa và tin rằng đám khói bốc lên trời sẽ mang theo lễ vật tới các vị thần linh. Xin hãy nhận lấy lòng biết ơn chân thành, khiêm nhường của chúng con đối với phước lành mà người đã ban cho. Xin hãy nhận lấy. Dân chúng của Dương quốc về nhà với tâm trạng hoan hỷ, với ý nghĩ họ đã làm hài lòng tiên giới, thiên thần và các linh hồn. Nhưng thật ra là không phải vậy. Dân chúng của Dương quốc này đã quên mất bà tiên Diana, thần giữ rừng, và Diana thì không vui vì điều này. Thật là một sự sỉ nhục. Con người không nhận ra rằng chính cây cỏ và khu rừng đã mang đến cho chúng những cơn mưa, giữ lại phù sa màu mỡ cho đất đai của chúng hay sao? Làm sao chúng dám coi thường những cánh rừng và các sinh vật của ta như vậy? Nữ thần rừng vĩ đại, người muốn trừng phạt chúng như thế nào? Chúng ta sẽ trừng phạt chúng. Chúng sẽ phải trả giá. Đêm đó, dân chúng đều say giấc yên lành. Họ chẳng hề hay biết về thảm họa đang sắp ập xuống mình. Chuyện gì vậy? Tôi chưa bao giờ nghe thấy những tiếng gì khủng khiếp như thế này. Tất cả dân làng cầm đuốc chạy ra khỏi nhà, và điều mà họ nhìn thấy là một con quái vật kinh khủng mà họ chưa từng chứng kiến bao giờ. Họ cố gắng dùng đuốc để dọa đuổi nó, nhưng chỉ làm nó thêm hung tợn. Nó chạy lồng lên trong những cánh đồng, tàn phá nông sản vừa mới thu hoạch. Nó dẫm đạp không thương tiếc những bao tải nho và vụ mùa. Cả dân làng đều kinh sợ, họ liền chạy đến báo cho nhà vua. Thưa bệ hạ, một con sinh vật kinh khủng đang thải phân trên cánh đồng và vườn nho của chúng ta. Một sinh vật à? Nó giống như một con heo rừng, nhưng mà lại không phải. Vụ mùa bội thu mà chúng thần có được trong năm nay phần nhiều đã bị phá hủy hết rồi ạ. Nếu chúng ta không sớm ngăn chặn con quái vật này thì chúng ta sẽ mất tất cả. Điều này xảy ra sau khi tiên giới, phi thần và các linh hồn đã ban phước lành cho chúng ta sao? Trong lễ hội hiến tế, khi chúng ta xây các bàn hiến tế cho tiên giới, thiên thần và các linh hồn, chúng ta chắc chắn đã quên vị nào đó rồi. Nhà vua liền xem lại danh sách tiên giới, thiên thần và các linh hồn. Chúng ta đã quên nữ thần canh giữ rừng rồi. Chúng ta đã quá chú tâm đến các cánh đồng dẹp vườn nho mà quên mất tầm quan trọng của những cánh rừng, cây cỏ và sinh vật ở đó. Cả hai lần, nữ thần rừng đang trừng phạt chúng ta. Hãy tổ chức một lễ tế lớn để vinh danh nữ thần Diana, vị thần cai quản rừng cây. Dân chúng trong Dương quốc cùng nhau thể hiện niềm yêu kính đối với nữ thần cai quản rừng cây, nữ thần Diana. Nhưng ngay khi họ nhóm ngọn lửa tế lễ lên, thì một con lợn rừng xuất hiện và dập tắt ngọn lửa. Mọi người vừa la hét vừa chạy khỏi nơi tế lễ, thậm chí cả nhà vua và hoàng tử đều kinh hãi. Nữ thần Diana xuất hiện ngay trước mặt họ. Ta chấp nhận lời xin lỗi, nhưng các ngươi chỉ hối lỗi vì mùa màng của các ngươi đang bị phá hủy. Hãy cố mà bắt con heo rừng của ta lại. Khi thần dân của ngươi sống trong nỗi sợ hãi triền miên và không biết điều khiển nó thế nào, các ngươi sẽ không bao giờ bất kính với rừng cây và các loài sinh vật ở đó. Ta sẽ thân chinh đi bắt con quái vật đó. Không, thưa phụ hoàng, con sẽ phải chịu trách nhiệm về buổi tế lễ. Con sẽ đi bắt sinh vật đó lại. Rất tốt, nhưng con không thể làm điều đó một mình được. Con cần một toán thợ săn cừ khôi và những chiến binh thiện chiến tháp tùng. Vậy là một thông cáo được truyền đi khắp Dương quốc và tất cả các nước láng giềng để tìm sự trợ giúp từ những người thợ săn cừ khôi và những chiến binh thiện chiến nhất ở đó. Vào ngày đã hẹn, tất cả bọn họ tập hợp lại để gặp mặt hoàng tử. Anh có thể tin được không? Một con lợn rừng có bộ da không bén lửa và cả mũi tên cũng không xuyên qua được. Một con lợn rừng đã phá hủy hầu như toàn bộ mùa màng của Dương quốc này à? Tôi rất nôn nóng được hạ gục sinh vật này. Tôi chắc chắn rằng tất cả câu chuyện này đều đã bị thổi phồng lên. Tại sao nhà vua lại phải thổi phồng thông tin lên và triệu tập những tay thợ săn và chiến binh cừ khôi nhất của người và các nước láng giềng làm gì? Một thiếu nữ bàn về chuyện săn bắn ư? Thật là kỳ quặc. Có thể cô đã đi lạc đường rồi đó.
đây là buổi tụ họp của thợ săn và chiến binh mà. Và đây chính là lý do tại sao tôi ở đây. Cô đang kiếm một tấm chồng sao? Không đúng lúc rồi, cô thấy đấy. Hãy gặp ta sau khi ta bắt được con lợn rừng. Chúng ta sẽ đua tài trong rừng. Hay là anh quá lo sợ khi thấy một cô gái bắt được con lợn rừng quý hiếm và anh phải núp trong cơn giận dữ? Xin chào các quý ông và các quý cô. Chúng tôi cần sự giúp đỡ của mọi người. Chúng tôi sẽ không bao giờ giúp đỡ ngài nếu như cô ta đi cùng. Đúng vậy, nếu cô ta còn ở đó thì chúng tôi sẽ rời đi. Nếu là như vậy thì ta cũng không thể bắt các ngài ở lại. Nếu như các ngài không đủ bản lĩnh để thừa nhận rằng một cô gái có thể mạnh mẽ như mình hoặc có thể hơn cả mình nữa, thì các ngài cũng không có đủ can trường để đối mặt với con lợn rừng hung tợn đó. Các ngài hãy quyết định ở lại hay ra đi. Đám thợ săn ở lại và cả nhóm bắt đầu tìm kiếm con lợn rừng hoang. Họ thấy nó đang hướng về phía khu rừng. Chúng ta sẽ không giết nó, chúng ta phải bắt sống nó. Vì vậy, hãy nhúng tất cả mũi tên của các anh vào đây. Nó sẽ làm cho sinh vật đó bất tỉnh. Họ đi vào rừng, họ trèo lên cây hoặc núp đằng sau những tảng đá. Một tay thợ săn bắn tên về phía con lợn rừng. Mũi tên bị gãy làm đôi khi chạm vào bộ da cứng như sắt của nó. Bị chọc tức, con lợn rừng đã hút đổ cây nơi tay thợ săn đang đựng nó. Nó định tấn công anh ta thì Atlanta đã nhảy lên đầu nó và đâm ngọn giáo bên hông nó với tốc độ và sức mạnh khiến con lợn rừng chao đảo. Hoàng tử lao ra và cắm một mũi tên khác lên mình con lợn rừng khiến nó bất tỉnh. Con lợn rừng bị nhốt vào trong một cái củi sắt sau khi Atlanta đã đắp thuốc lên vết thương cho nó. Được rồi đó, ngươi sẽ khỏe lại thôi. Có thể nữ thần Diana sẽ hài lòng với điều này. Ồ, đúng vậy, ta rất hài lòng. Ta hài lòng vì ngươi đã rủ lòng thương với con lợn rừng. Ta hài lòng với cả người nữa, hoàng tử, vì đã nhìn nhận giá trị của một cô gái và không đánh giá cô ấy mềm yếu chỉ bởi vì cô ấy là phụ nữ. Ta chúc phúc cho người rằng mùa màng bội thu sẽ trở lại trên đất đai của người. Xin cảm tạ người, nữ thần cai quản rừng xanh vĩ đại. Chúng ta xin lỗi vì đã coi nhẹ người. Chúng ta đã nhận được bài học cho mình. Chúng ta sẽ không bao giờ quên tầm quan trọng của rừng xanh, cây cối và các loài sinh vật. Nhà vua rất vui sướng và cả vương quốc hân hoan. Họ dành riêng vị trí đặc biệt để vinh danh Atlanta vì đã cứu giúp vương quốc mình. Lễ hội và khiêu vũ được tổ chức suốt đêm. Nàng thật là tuyệt vời khi ở đó. Chàng cũng vậy. Nàng là người đã tung đòn chí tử đầu tiên. Thiếp sẽ sớm quay lại. Ồ, được. Nhưng nàng không thể ở lại thêm vài ngày được hay sao? Thiếp, ta xin nàng, ta thật sự muốn biết thêm về nàng. Nếu như nàng cảm thấy không phiền. Thiếp nghĩ rằng ở lại thêm vài ngày cũng được. Chúng ta sẽ cùng nhau khám phá rừng xanh. Chắc chắn rồi, rất hân hạnh được đi săn cùng nàng. Vâng, thiếp cũng vậy.